cái hiện hữu đang diễn ra trong đời sống đời thường, chứ không phải là tu. Đừng ai lập cái này là thành cái pháp tu, không có, xin thưa cái này cũng không phải pháp luôn, không có pháp gì đó, là cái hiện thực lột hết những pháp dục qua rồi, không có xài pháp nào hết, xài bằng cái căn thấy cái trần. Đơn giản căn đang thấy trần, căn đang nghe trần, và chỉ căn và trần đó thôi chứ không có cái gì khác hơn. Đừng nói tu nha, ở đây không phải tu mà trở lại cái thật. Quý vị nên khẳng định mình đang ở đây một cái đi. Thì như vậy là đó là bước một, bước một chúng ta trở lại với chính mình. Bây giờ mình làm nè, mình làm, mà cái làm này cũng không phải là tôi dạy, không, cũng không bắt chước tôi, mà tôi muốn chỉ cái sự thật đang diễn ra thôi à. Quý vị gắng nhìn rõ cái sự thật đang diễn ra giùm, để vì cái sự thật này nó là cái sự thật muôn thuở của mình, mà từ xưa giờ mình bị áp đặt bởi nhiều thứ quá mình không thấy ra. Bây giờ mình lột hết mấy cái thằng áp đặt lu bu kia ra, hết qua cái kiến thức, kinh nghiệm, ký ức gì dục nó hết ra, để mình còn là mình thì mình sẽ thấy nhiều chuyện hay tiếp nối của chính mình. Hay à, bây giờ tôi đang thấy coi còn gì nữa không ta. Đó, mình cũng tự thắc mắc đi, mình đang thấy gì. Nó không có danh tự, không có tên tuổi, không có tình cảm, không có gì hết, không có dữ liệu gì hết. Thấy là thấy rồi, giờ mình trở lại cái thực là mình đang thấy rồi đó. Vậy còn gì nữa không ta? Nếu mình nhìn hồi cái mình thấy nó còn, còn cái gì? Còn cái người thấy và cái bị thấy. Thực tế không? Đó là cái người đang thấy và cái bị thấy. Tức là còn hai. Còn hai thì sao nữa? Thì mình cũng phải khẳng định cái đang thấy và cái bị thấy cái đi. Mà rõ ràng là cái đang thấy và cái vật bị thấy là hai. Thì ủa mà ai biết cái này ta? Đó, mình tự hỏi mình nhỏ nhỏ vậy đó, ai biết ta? Ủa vậy là còn cái người biết, còn cái người biết cái thấy và cái bị thấy, thì cái thấy và cái bị thấy này vẫn là hai thằng đang bị thấy. Đúng không? Không phải công phu rồi nha, tôi đang nói chuyện thiệt. Đáng nói chuyện thiệt 100%, không có công phu ở đây rồi nha. Chúng ta rất là thực để chúng ta thấy, chúng ta rất là tỉnh để chúng ta thấy. Thì rõ ràng là cái thấy hồi nãy ha, là cái thấy và cái bị thấy. Thì bây giờ mình thử đi nha, cái thấy và cái bị thấy ở cái nơi thực tế mà nó không có ký ức, nó không có kiến thức đó, là nó có dính hay không đi. Đó, mình trở lại cái cũ, có dính không? Ví dụ nha, tôi nhìn cái hoa ở góc bên đây thì tôi thấy rõ ràng. Nhưng mà tôi nhìn bên đây thì tôi thấy rõ ràng đây, mà cái kia nó làm sao? Nó tự khuất đi à? Nó tự khuất đi có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không có dính. Chứ nếu nó dính thì cái hoa đó nó mang tới đây, nó hiện đây mà ở đây tôi không thấy được mấy cái này, đúng không? Nhưng mà thực sự tôi nhìn bên kia, cái là tôi thấy cái bên kia rõ ràng lắm, nhưng mà tôi nhìn qua bên này thì mấy thằng kia nó tự nó mất rồi. Nó tự mất, chứ tôi không có công phu à. Ở đây không có công phu rồi nha, tôi nói chuyện không có công phu, tôi nói chuyện rất là thật, không có công phu, không có tu ở đây à. Không có quán sát gì ở đây hết trơn á. Rõ ràng là tôi nhìn tôi thấy bên đây, xong cái tôi nhìn bên đây, cái mấy người bên đây nó tự mất, tôi thấy mấy người bên đây. Thì mấy người bên đây không mang qua tới đây, đúng không? Thì như vậy là nói mấy người bên đây không có cản trở cái thấy mới của mình. Và cứ mỗi cái thấy của tôi là mỗi cái mới à. Tôi không có bị cái gì cản trở hết. Có nghĩa là cái đang thấy của tôi với trần nó không có dính nhau cái đã. Thấy này nói không? Cái này quá đơn giản, quá thực tế. Không thấy thì đưa tiền tôi xài chứ. Về nhà ngủ hết đi. Cái này là cái chuyện rất 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 là thực tế, chứ không phải công phu à. Tôi nói chuyện không có tu, tôi nói chuyện không có tu. Tại sao lâu nay tôi nói tôi không có tu, bây giờ tôi giải thích cái chuyện không tu cho nghe. Nói cái chuyện này là tôi không có tu. Tại tôi thấy thật là tôi thấy bên đây cái này, quay qua cái bên đây là cái này. Thì cái bên đây nó không mang qua tới bên đây, có nghĩa là cái này nó rớt rồi. Cái thấy trước nó đã rớt rồi. Và mỗi cái thấy nó đều rơi rụng, thực tế là như vậy. Đúng không? Cũng như quý vị đang nghe từng tiếng. Tôi nói tiếng trước, quý vị nghe tiếng trước, nói có khoảng trống, quý vị nghe tiếng thứ hai có khoảng trống, quý vị nghe tiếng thứ ba là quý vị có công phu gì không? Dạ thưa không. Thì có nghĩa là gì? Căn trần không có dính nhau. Tới đây chưa? Ủa mà cái này là thiệt chứ không phải tu đâu mà tới. Không có chứng đắc gì ở đây trơn rồi nha. Đây là cái chuyện thiệt, đang nói chuyện rất 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 là thực tế trong cái đời sống của mình. Thì đầu tiên là mình nói chuyện căn trần không còn dính nhau nữa. Mình dính là mình ảo tưởng rồi nha.
đúng không? Mình dính là mình không có thực tế. Thực tế là nó không dính, nhưng mình áp đặt mình bị dính chứ không có dính. Cho mày lập cái bàn thờ trước nhà tao, mày trù cha trù mẹ tao 8 năm nữa, mày trù là cái miệng của mày, tao nghe là cái lỗ tai của tao, nhưng mà tao nghe tao đâu có dính đâu. Trù suốt đời cũng không dính nữa, nếu mình thấy được tới đây. Trước giờ như vậy là căng trần thoát nhau rồi đó. Căng trần không đến nhau là giải thoát. Hồi xưa tôi nghe ông tổ người ta hỏi thế nào là giải thoát, không nói căng trần không đến nhau là giải thoát. Trời ơi, mê cái câu này chưa từng có luôn á. Nhớ suốt đời không bao giờ quên, bây giờ thấy ra ổng cũng gạt mình. Tới đâu? Tôi bây giờ gặp ổng tôi hỏi, ủa thưa thầy, nó tới không thầy? Nó tới rồi nào? Nó tới rồi nào? Căng trần tới nhau không? Và cho có tới rồi nữa mà dính không? Mà nói thoát chứ không thoát, căng trần cái dính gì với nhau mà thoát chứ không thoát. Cái dính của mình là căng dính với trần, nhưng mà bây giờ thực tế căng trần không có dính nhau. Đây là cái chuyện hiện thực, là bằng cái trí tuệ bình thường của một người bình dân bình thường đang thấy chuyện đời thường. Đừng có cho đạo lý vô đây. Ở đây không có đạo, không có tu, không có chứng. Đây là cái chuyện thật mà chúng ta phải sống. Và khi chúng ta sống, chúng ta thấy được đúng như thật cái chuyện đang diễn ra thực tế nơi đời sống của chính mình, chứ không nói cái chuyện tu tập. Không có tu gì hết, tôi không nói chuyện công phu. Tôi cũng không thích dạy người ta tu. Đó, vậy là thấy tới đây là tôi nói là đã sướng rồi đó, tôi nói thiệt á. Ai mà thực tế thấy tới đây là khó có cái chuyện dính mắc với cái gì lắm. Mà phải thấy như thật, đừng có gật đầu theo cái nghĩa của tôi, tự chiêm nghiệm ra. Ngồi bình tĩnh riêng với chính mình, để mình nhìn bên đây, mình nhìn bên kia, mình nghe tiếng này, mình nghe tiếng kia, nghe tiếng thứ nhất, rồi cái rõ ràng là mình giữ tiếng đó cũng không được, chứ đừng nói là mình dính, đúng không? Thực sự là mình giữ không được, đây là một cái sự thật của đời thường, chứ nó không có đạo, chưa có nói đạo lý gì ở đây hết trơn á. Đạo là tất cả những sinh hoạt sống cái đời thường của chính mình, thì đó là đạo. Bình thường tâm tức là đạo là chỗ này. Đó là bước thứ hai, là cái thấy và cái bị thấy không có dính cái gì. Bây giờ cái ông thấy và cái người bị thấy có thằng cha nào biết á, chứ nó không phải là hai cái này. Mình thực tế không phải là hai cái này. À, bây giờ mình bắt đầu là kiếm chuyện phi thường chơi nè. Bây giờ nhìn đi, đó mình lắng tâm mình nghe đi, rõ ràng là mình nghe có âm thanh bị nghe, và có cái người nào rõ ràng biết nó, đúng không? Thực tế là có một người đang biết nó. Tôi giảng cái bài giá trị tối thượng của loài người ở bên Mỹ, bài đó tôi mặc đồ Tây tôi giảng, không biết sao bị hư rồi. Cái bài đó tôi nói cũng đã đời lắm, tôi nói chỗ này nè. Thực tế là còn cái người đang biết cái thấy về cái bị thấy, cái nghe về cái bị nghe. Thì vậy là cái nghe, có âm thanh nó nghe, không âm thanh nó nghe không âm thanh nha. Có hình sắc nó thấy hình sắc, không hình sắc nó thấy không hình sắc. Rõ ràng cái khoảng không nó thấy không, cái khoảng có nó thấy có, hình sắc nó thấy hình sắc, cái khoảng không có hình sắc nó thấy không có, hình sắc nó thấy rất rõ ràng như vậy. Và nó là cái đang thấy, cái kia cái này bị thấy, cái nó là cái đang nghe, cái kia cái bị nghe. Cái đang nghe và cái bị nghe, thứ nhất là nó đã không dính nhau, có nghĩa là căn trần không dính rồi. Cái nhận thức và cái nhị thức nó ngủ mất rồi, không xài nó hồi nãy rồi. Giờ không cần nhắc tới nó nữa, giờ chỉ còn căn trần không dính nhau rồi, ngon rồi, giờ bước một bước nữa. Cái người mà biết hàng này, ủa thằng cha này là thằng cha nào mà chuyện gì cha không biết hết vậy ta? Nó đang biết. Giờ mình nghe một tiếng, lỗ tai mình đang nghe một tiếng, cái nó biết cái lỗ tai mình nghe một tiếng, cái lỗ tai mình nghe tiếng thứ hai, cái nó biết lỗ tai mình nghe tiếng thứ hai, có đúng vậy không? Nó đang vậy, có ông, mình phải khẳng định với mình là có cái này không, cái đó mình có hay không, cái đó mình đi từ từ, mình leo từ từ. Và rõ ràng thực tế là mình đang có cái đó. Đang có cái đó. Và lạ lắm nha, nghe và cái bị nghe, âm thanh nó có, nó không. Nhưng mà cái mà biết đó, có nó cũng biết mà không nó cũng biết. Đúng không? Hồi nãy nó cũng biết, bây giờ nó cũng biết, và nó đang biết. Chỗ nào nó cũng biết. Ở nơi hình sắc nó cũng biết, nơi âm thanh nó cũng biết. Con mắt thì chỉ thấy hình sắc thôi, lỗ tai thì nghe âm thanh thôi. Nhưng mà nó biết con mắt thấy hình sắc, nó biết lỗ tai nghe âm thanh. Nó ghê hơn à. Đúng không? Nó giữ hơn căn với trần. Và nó hình như nó bao trùm cả căn trần. Đó, mình phải phân đi từ từ, mình phân đi từ từ để mình thấy ở đây mình nó có cái gì, nó không có giống như hồi trước nữa rồi đó. Ủa cái này
con mắt nó chỉ đơn thuần nó thấy hình sắc thôi chứ nó đâu có nghe được âm thanh, đúng không? Cái lỗ tai nó cũng nghe âm thanh chứ nó đâu có thấy được hình sắc. Ủa mà cái thằng này tại sao nó biết luôn cả hai luôn à? Nó biết luôn cả hai, nó biết là con mắt thấy hình sắc luôn, nó biết cái thấy và hình thắc ban bị thấy, nó biết cái nghe và âm thanh nó bị nghe, nó biết luôn cả bốn chứ không phải là cả hai. Có nghĩa là nó đang biết cả căn và trần. Nhưng trở lại giống như hồi nãy, bây giờ có âm thanh thì có cái nghe. Cái nghe để nghe âm thanh ở đây, cái thấy để thấy hình sắc ở đây. Có dính tới cái biết này không? Dính không? Ủa hình như nó không dính à? Nó không dính. Nó không dính. Thấy cái gì nó cũng không dính. Tại vì thấy cái đục, thấy cái trong, thấy cái vàng, thấy cái trắng, cái xanh, cái đỏ, thấy nhiều, thấy ít, thấy xa, thấy gần, thấy trong, thấy ngoài, thấy trên, thấy dưới, thấy gì nó cũng biết. Mà nó chỉ biết như vậy thôi. Nếu anh không thấy cái đó mà anh thấy cái mới thì nó đang biết cái anh thấy mới. Nó biết cái mình thấy mới nha. Rõ ràng là nó biết cái mình thấy mới. Nó biết cái mình nghe mới. Hiểu chưa? Nó biết cái mình đang nghe. Nó biết cái mình đang thấy. Và nó biết cái mình đã thấy. Biết luôn à? Ủa ghê vậy? Biết không? Biết hồi nãy là mình thấy cái này màu vàng, giờ nó chưa héo, bây giờ nó héo kìa. Nó biết tới đó luôn à? Ở mình phân biệt để mình thấy mình có cái gì đó nó hơn cái bây giờ. Này là cái tối thượng của con người, chứ ba cái vườn thương giận ghét là cái tầm phào. Đó. Ồ vậy là mình có cái mà nó đang biết căn và trần một cách rất rõ ràng, đang tiếp xúc với nhau, mà nó cũng không dính tới căn, nó cũng không dính tới trần, đúng không? Nó không có cho căn là mình, nó cũng không cho trần là mình. Căn cũng không phải là mình, trần cũng không phải là mình. Căn là căn, trần là trần, biết là biết. Nhận ra được ba cái này không? Cái này nó thật lắm mà nhân này không phải tu, không phải tu. Tôi trở lại là tôi không có tu. Tôi đang thấy như thật. Phải thấy tường tận rõ ràng tới đây giùm tôi một cái đi. Xuống lắm tới đây là thấy ngon lành rồi đó. Thứ nhất là căn trần dính nhau là mình thấy mình sướng rồi. Bây giờ lại thấy có cái thấy không dính căn trần nữa, sướng không? Đó bây giờ là mình cũng thấy rõ là con mắt à, mình thấy cái thấy đi, cái thấy nó đang thấy hình sắc, cái nghe nó đang nghe âm thanh. Rồi à, nếu có mùi ở đây thoảng qua nó cũng biết. Có vị nó cũng biết, bây giờ mình đang nóng lạnh nó cũng biết. Rồi thậm chí cái suy nghĩ trong đầu, cái ý niệm mà quá khứ vị lai của mình á, nó cũng đang biết nữa. Có nghĩa là có ai đó mà biết hết cái lục căn của mình. Cái thân căn của mình và cái ý niệm của mình. Cái ý niệm đang hiện ra nơi đầu của mình cũng đang bị biết. Chúng ta phải rõ ràng tới đây nha. Ở đây phải dùng cái từ là mình hết sức rõ ràng. Hết sức rõ ràng vì đây là cái thật. Cái thật hiện hữu. Nó đang hiện như vậy. Và mình nghiệm lại, ủa sao ngày hôm qua nó cũng vậy, nay nó cũng vậy, sáng nó cũng vậy, chiều nó cũng vậy, trưa cũng vậy, thậm chí mình ngủ nó cũng vậy. Cái này nó luôn vậy á. Mà cái này là cái thật rồi nha. Cái này là cái thật. Cái thật cho nên nó biết hết mà không có cái gì biết được nó. Cũng như cái hay thấy là nó thấy, chứ còn cái bông, nó cái hoa nó không thấy ngược lại cái hay thấy của mình. Cái hay nghe là cái đang nghe âm thanh không có nghe được cái nghe. Nhưng nó lại thấy rõ cái nghe và cái bị nghe. Nó lại thấy rõ cái thấy và cái bị thấy. Nó lại thấy rõ cái yên và cái tĩnh của tâm mình. À, cái suy nghĩ về quá khứ của mình nó cũng thấy. Cái suy nghĩ về vị lai nó cũng thấy, cái buồn nó cũng thấy, cái vui nó cũng thấy, cái nhớ nhung nó cũng thấy, cái phiền hận nó cũng thấy. Mình có nhận ra được cái này không? Nhận rõ không? Quan trọng là mình đủ cái cảm rõ cái này không? Cái cảm mình nó rõ tới đây chưa cái đó? Và một cái điều rất là hay là mình đang đắm đuối mê say một cái điều gì đó. Nó vẫn thấy, nó vẫn biết. Và nếu như đời thường người ta cho là mình bị dính mắt, tại mình thương người đó quá mình bị dính mắt, mình nhớ nhung người đó quá mình bị dính mắt,
Nhưng mà tới lúc mình thương, lúc mình nhớ nhung, lúc mình mê say, lúc mình cuồng loạn, nó biết không? Dạ thưa biết. Mà nó có dính không? Dạ không dính được. Không dính được. Thì vậy mình có phải là người bị đắm nhiễm không? Không phải. Mình là cái người hay biết này chứ không phải mình là người đắm nhiễm. Thì vậy là tất cả những dính mắc, những cái trần tục của mình từ xưa tới giờ dính không? Ở đây không nói thanh tịnh, tôi hỏi dính không thôi à. Mình phải khẳng định là nó không dính được. Không dính được, không nhiễm được, không nhơ được, không cấu được, không tịnh được. Nó không phải tất cả những cái nhiễm nhơ cấu tịnh đó. Thì gì là mọi cái nhiễm nhơ cấu tịnh, mọi cái sinh tử hằng hà sao sau kiếp. Mình đang nói kiếp này nhưng mà qua kiếp sau nó cũng vậy. Mình đang nói lúc mình đang sống rồi qua cái lúc mình chết nó cũng vậy. Mình đang nói lúc mình đang thức nhưng mà tới hình mình ngủ nó cũng vậy. Nó cũng đang rõ ràng hay biết như vậy. Và chừng đó mình ra chưa? Thấy rõ ràng là mọi cái diễn biến trong trần gian này không có cái gì dính được cái hay biết đó, đúng không? Và cái hay biết đó không làm sao nó thay đổi được, không làm sao nó biến mất được, không làm sao nó mờ lưu được, mà nó cứ rõ như vậy từ xưa tới giờ, nó cũng rõ như vậy. Và mình muốn nó mờ cũng không được, muốn nó không có biết thì nó cũng không có, không biết, nó vẫn luôn là cái biết, nó không có khác hơn được, không thay đổi nó được, không có dính nhiễm nó được, không có thay đổi nó được. Thì tới đây mình tạm được gọi là mình nhận ra được cái bộ mặt gần thật của mình, chứ chưa phải thật. Đó mới là một bước thôi. Nhưng mà tới đây đã là tuyệt diệu lắm rồi. Lên tới đây là qua hết 9 tầng mây rồi. Tới đây nổi không? Xin thưa tới nổi không? Thấy gật đầu nhiều lắm, sẹt sẹt lửa tùm lum kìa. Sẹt nửa lỗ một bóng. Ở đây là mình thấy thực tế thôi nha, mình chưa có nói là công phu tu hành, tôi không có nói chuyện tu ở đây nha, đang tôi khẳng định từ đầu tới cuối là tôi không nói chuyện tu ở đây. Tôi nói chuyện rất là thật. Cái sự thật đang diễn ra như vậy á, là mình lột từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp, tới cái qua hết 9 tầng mây rồi kìa. Là nó đang rõ mọi thứ, nó đang rõ mọi thứ. Thì vậy là nếu như quá khứ hiện ra ở nơi đây thì nó ở đây nó rõ. Tôi đang nói, đang phân tích rất là rõ nè. Quá khứ đang hiện ra ở nơi đây thì nó đang ở đây để nó rõ. Cái quá khứ đang hiện từng ý niệm nhớ nhung, buồn, phiền, giận, hờn, ganh, ghét, gì đó thì nó đang hiện ở đâu? Nó đang hiện ở đây. Mặc dù là mình nhớ quá khứ nhưng mà nó đang hiện ở cái hiện tiền. Mình đang bắt đầu trở lại cái hiện tiền. Hiện tiền đang nhớ chuyện quá khứ. Hiện tiền đang dệt mộng tương lai. Đúng không? Đẹp lắm. Tương lai rất là đẹp. Chút nữa tôi thành tiên. Muốn dệt gì nó dệt thì kệ nó, ta cũng thấy ở đây. Thì là trở lại nè, gom lại nè. Họ không có nói chuyện ghê gớm gì lắm đâu. Gom lại rõ ràng là quá khứ cũng đang hiện ra ở đây, tương lai cũng đang hiện ở đây, mà những cái chuyện hiện tiền nó cũng đang hiện ở đây. Hiểu không? Có nghĩa là cái chuyện đã qua nó cũng đang hiện ở đây. Chuyện sắp xảy ra nó cũng đang hiện ở đây, và chuyện đang xảy ra nó cũng đang hiện ở đây. Và nó là cái người đang biết ở đây. Nó đang hiện hữu ở đây để nó biết cái hiện thực đang diễn ra xuyên suốt cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai không? Nó đang là như vậy. Và chúng ta rất là rõ ràng tới đây. Nếu mà ai tới đây được thì đã là một bước vượt thoát rồi. Một bước thôi anh, chứ chưa có thoát hoàn toàn đâu. Còn bị dính cái đuôi. Tới đây giờ bị kẹt cái đuôi. Cái gì mình cũng biết hết đó. Không có dính với cái gì luôn. Không có cái gì không biết. Và không có cái gì dính.
Mình phải khẳng định tới đây chưa? Không có cái gì mình không biết và không có dính với cái gì. Nghiệm lại kỹ có phải mình tới đây chưa có đã. Mình phải khẳng định mình tới đây cái đã. Và đã tới đây là vượt thoát hết mọi thứ rồi quý vị tin không? Nhưng mà đối với Đạo Phật thì chưa phải gọi là tới nơi tận cùng. Nhưng mà rõ ràng là nếu mình biết tới đây thì tự nhiên mình bị sụp đổ hoàn toàn. Tôi dùng từ là sụp đổ hoàn toàn. Hồi nãy giờ rõ ràng là mình đang biết, đang rõ ràng, đang tường tận mọi thứ mà không có cái gì dính với cái biết mình trơn. Mình biết hết mà không có cái gì dính với cái biết, và cái biết cũng không dính với cái gì, không có cái gì dính với cái biết. Cái gì cũng rõ mà cái gì cũng là thoát, cái gì cũng thông mà không có cái gì dính. Rõ ràng tất cả mọi thứ, quá khứ, hiện tại, vị lai, hình, sắc, rồi âm thanh, rồi mùi, rồi vị, rồi thân xác, rồi ý niệm, tất cả mọi cái đều được mình rõ ở nơi hiện tiền này. Nhìn lại mình không có gì dính, nó sướng lắm luôn rồi đó. Tới đây là thiệt, phiêu phiêu bồng bồng rồi. Nhưng mà chưa phải là chỗ vượt thoát. Tôi đang tới cái chỗ này. Và chỗ này thưa thiệt là tất cả các tường thiền, nếu mà họ dạy mình tới đây được thì cũng lại họ mà học tới đây đi. Nhưng tới đây hồi nãy giờ là xin thưa con không có tu. Xin thưa trở lại là nãy giờ không phải là tu. Mà tôi đang thấy trong cái thấy, trong cái thấy, trong cái thấy từng lớp, từng lăng, từng lớp, từng lăng, chứ tôi đâu có tu đâu. Nãy giờ nói là không có công phu miếng nào nha, đem công phu vô đây là gán chịu á. Đem đá đè mình, đem núi đè mình chứ phải đá. Không có tu, đừng có tu, mệt lắm. Tu chi cho nó cực chứ. Nó thấy tới đây là đã quá trời, tu chi nữa. Tu để làm cái gì? Căn không dính trần. Và cái đang biết căn trần cũng không dính luôn. Không dính tới cái gì hết, từ suốt chiên suốt quá khứ hiện tại cho tới bây giờ. Trong cái thấy hiện tiền này dính ai không? Bây giờ thực tế nhìn lại là trong cái hiện tiền này mình có dính với cái gì không? Có cái gì dính với mình không? Đó, mình cứ hỏi qua hỏi lại là có cái gì dính với mình không? Mình có dính với cái gì không? Có cái gì dính với mình không? Mình có dính với gì không? Cứ hỏi hoài như vậy đi. Kiếm chút dính chơi cho vui, nhưng mà thấy hoài nó không có dính chỗ nào, thôi kệ nó đi. Hết đường để tu à. Thấy tới đây tu được không? Nói mà tôi công phu thế này thứ kia, nhập định chi cho nó mệt vậy, tôi đâu có cần định. Tôi thấy tới đây là tôi đã thoát rồi nè. Mặc dù chưa có toàn triệt nha, tôi đang nói tới cái chỗ này để chúng ta phải khẳng định mình tới đây cái đã, mình đang ở đây cái đã đi, cho nó sướng cái đi, rồi mình bay cái vèo cái là tan biến. Chưa bay, tới đây là chưa bay nổi. Nhưng mà tới đây tôi nói thiệt á, quý vị đi học hết các trường thiền đi. Đi học hết đi. Tu cực xương sống để mà mò tới đây, nhưng mà đâu phải đâu, tôi thả lỏng ngủ giấc ngái kho kho bị gì đó cái giật mình thức dậy y răng như bây giờ. Vậy đó, đơn giản vậy đó. Tôi nói đơn giản còn hơn đang dở đó mà. Với mình nó tu trời, nó coi nó tu cái mặt hầm hầm với tịnh hâm xíu mệt gần chết luôn rồi đó. Thiệt khó chịu lắm, nhưng mà thôi đi, cái chuyện của người ta, giờ mấy chuyện của mình là mình tới đây mình chơi có đã đi. Phiêu diêu trong cái cảnh giới này có đi là đã sướng lắm rồi, sướng lắm rồi. Bây giờ tới cái chỗ là làm cũng không được mà không làm cũng không được. À. Bây giờ mình tới cái chỗ là mình biết khắp mà không có dính với cái gì rồi, đúng không? Và không có cái gì dính tới cái biết khắp của mình, không có nói cái gì khác hơn nữa. Tôi đang là cái khắp biết. Cái khắp biết đó nó đang biết cả lục căn, có nghĩa là đang biết cả cái thân này. Cái khắp biết nó biết tất cả ý niệm, có nghĩa là nó đang biết cái tâm này. Cái khắp biết nó biết tất cả những hình sắc, tất cả những âm thanh, tức là thân căm và ngoại cảnh, nó đang biết khắp. Nó đang biết ba hàng này. Thì rõ ràng nó không phải là thân này. Và mình phải khẳng định nó không phải, cái biết này không phải là thân. Và cái biết này cũng không phải là cái tâm tưởng từ xưa tới giờ của mình. Không có cần dẹp tưởng rồi luôn, chơi một cái redirect luôn, không có cần phá cái tưởng này. Này mới ngon nữa nè, này nó bước vượt thoát nè. Bây giờ nó không dính tới cái buồn thương giận ghét, cái hiểu biết đúng sai hay dở, quá khứ hiện tại vị lai gì của mình, tất cả những khẳng định phủ định, cái tâm thức tâm niệm tâm gì đó là nó đang biết hết luôn. Nghiệm lại có phải không? Thì vậy là tất cả những cái được gọi là tâm, tâm thức tâm niệm, ý thức, ý căn, ý gì nó cũng đang biết luôn, đúng không? Thì nó vượt thoát chưa? Chưa. Trả lời là chưa?
Trả lời là chưa. Vì vì còn cái người đang biết cái khổ là cái này nè. Cái khổ là cái này nè, cái đuôi bị kẹt. Giọt ra rồi bị kẹt cái đuôi, bây giờ cắt cái đuôi này nữa là xong chuyện á. Nhưng mà thực tế tới đây là không còn dụng công được. Quý vị sẽ không dụng công được, không dụng công được và không dụng tâm được. Mình phải đến một cái chỗ mình đang bị kẹt này luôn mới được nha. Chứ còn nếu ở đây mà quý vị còn động đậy, còn lấy còn bỏ là không có phải đâu á. Hiểu chưa? Tất cả những cái tôi nói nãy giờ là quý vị sẽ tới một cái tầng là quý vị không có làm gì được ở nơi thân căn này. Gần như là thân bị trời trồng, tâm bị khóa chặt. Tới đây nó phải là như vậy là mới đúng, mới nói từ cái bước sau. Còn nếu mà tới đây mình còn động đậy, mình muốn nghĩ hoặc là mình không nghĩ, muốn động hoặc không động, muốn lấy hoặc không lấy, muốn bỏ hoặc không bỏ, muốn dính hoặc không dính, muốn nhiễm hoặc không nhiễm, gì gì, gì đó có nghĩa là mình còn đang động đậy được. Và đang động đậy được thì không phải. À, hồi đó khác rồi, bây giờ có một bước khác rồi đúng không? Chỗ này thì hơi bị khó rồi nè. Chỗ này là chỗ thách thức nè. Đó thì như vậy là nếu như mà mình không tới cái chỗ mà bị khóa chặt kia thì rõ ràng là chúng ta đang ở cái tầng này, thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái tầng rõ thông mọi thứ không dính mắc. Ở yên ở đây đi. Vì chỗ này là một bước ngoặt nữa, cắt đứt cái đuôi là mình xong chuyện, bị kẹt cái đuôi. Chứ không phải tới kia rồi, nãy giờ bị kẹt cái đuôi. Là mình còn đang biết và không có gỡ cái này một sớm một chiều được đâu. Tài thiên phải 500 năm lận. Nhưng mà nếu như mình biết cái kẹt này, tôi bảo đảm trong đời này ai cũng bứt phá được. Nhưng phải tới những cái tôi nói nãy giờ từng bước, quý vị phải nghiệm cho ra từng bước nãy giờ nha. Đây là cách để chúng ta có thể đi, con đường chúng ta có thể lên để ra ngoài. Thì mình đã vượt khỏi căn trần rồi, còn muốn cái gì nữa? Nếu mà chúng ta đi giống như nãy giờ là căn trần đã vượt qua rồi, không có dính cái gì đó, không có gì để dính và không dính được với cái gì. Mình phải khẳng định là mình không dính được cái gì và không có gì dính được với mình. Mình không phải là thân này, rõ ràng là thân này là cái đang bị thấy, thân này là cái đang bị biết, cái tâm này cũng đang bị biết, buồn thương giận ghét cũng đang bị biết, rất là nhiều tất cả những mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này đang bị mình biết. Tôi không nói động hay tịnh, đây tôi đang nói cái biết à. Không nói động hay tịnh. Ở đây cũng không thèm nói công phu, không thèm nói cái chuyện tu. Tôi đang sống với cái chỗ đang biết mà không có cái gì dính với cái gì. Không có cái gì dính với cái gì và không có cái gì dính với mình. Mình đang là, mình là cái đuôi mình đang kẹt đó, đó là mình còn. Thì thôi mình được quyền nói là mình không dính với cái gì và không có cái gì dính với cái đang thấy của mình. Cái đang thấy của mình là thấy khắp, là biết khắp, là tỏ thông không ngại mà không có thoát được cái mình. Rõ ràng là mình thấy mình còn đang kẹt. Tới đây được mấy người đưa tay lên coi thử. Cái gì tới đây là tôi nói thiệt là con lành rồi đó. Mặc dầu chưa được gọi là triệt ngộ, nhưng mà tôi nói là ở đây đi, ở cái mảnh đất này được xem là mảnh đất thật. Nó không có màu sắc quá khứ, hiện tại, vị lai, nó không có bóng dáng của tiền trần, nó không có bóng dáng của thân căn luôn. Nhưng mà nó chưa tan biến thân căn hoàn toàn. Và nếu ở chỗ này thì mọi cái nó tự sao? Nó tự động, nó trở về với cái trạng thái tự nhiên như hồi sáng mình nói. Ở đây không dụng công được đâu. Nếu quý vị mà tới cái chỗ quý vị không dụng công, không dụng lực được là mình biết mình chuẩn bị tới. Còn mình còn làm cái gì được là mình biết mình thua. Hiểu không? Tới chỗ này là cái chỗ mà gần như phá chặt thân tâm của mình. Thân đang ngồi chết điếng đó, tâm đang như vậy, đang động hay là đang định, kệ nó, mày muốn động mày động, mày muốn định mày định, tao cũng rõ mày. Không quan trọng cái chuyện động và loạn, không quan trọng chuyện định và không định, không quan trọng mấy cái chuyện này nữa. Nó rõ ràng là cái đang bị mình thấy. Và có một điều kỳ lạ là lần lần bây giờ mình thấy, mình tưởng là mình ngang nói nha. Lần lần rõ ràng là mình đang được gọi là bay bổng, đang được là mênh mông, để mình rõ hết tất cả mọi thứ trần cảnh, thân và tâm ở dưới kia rồi. Rất rõ ràng chuyện này xảy ra. Đó, từng lần, ở đây tôi nói tới từ là lần lần từ từ, để mình rõ ba cái chuyện này rõ, rất là rõ, rất là rõ, rất là rõ, rất là thông, rất là rỗng, rất là thênh thang, rất là rộng mở, rất là tỏ tường.
không có cái gì dính tới mình. Rõ ràng là mình mênh mông, mình rộng khắp và mình cái gì nó ghê gớm lắm. Còn những cái trần cảnh, những cái trần tục, những cái thân, những cái tâm này nó là cái gì nhỏ nhiệm chi chít ở dưới kia rồi. Thật từ tới đây muốn bỏ thân là gần như cả đã có lực để bỏ rồi đó. Dục nó như bỏ một hạt cát đó. Và chỗ này mình không phải là mình làm nha, tuyệt đối không phải là, tại thân làm không được tới đây, thân không có dính gì tới đây để mà làm, tâm cũng không dối tới chỗ này để làm, để thấy rằng nó thoát khỏi cái trần tục, thoát khỏi thân căn một cách thực thụ. Mình cảm nhận là mình đang thoát thực thụ, chứ không phải là mình đang là cái người mang cái thân tâm này để tu tập. Và hồi nãy giờ tôi chưa nói tu à, không có tu, đừng có đồn là tu, đừng có đồn, đừng có áp đặt, không có tu, đây là cái chuyện thấy thật. Và cái sự thật hiển nhiên, như nhiên nó cũng sẽ sắp sửa xảy ra nếu như mà mình hoàn toàn bất lực của cái thân tâm này. Không có dụng lực, dụng tâm, dụng công, dụng thấy, dụng biết gì hết. Rồi thì làm sao nó sẽ tới cái tầng nào bắt đầu nó lột từ từ nè. Cái lúc đó mình nhắm mắt lại, mọi thứ nó cũng rõ ràng. Cái rõ ràng, cái hình sắc nó không phải là con mắt thấy như hồi trước nữa. Để thấy là mình đang vượt khỏi thân căn, chứ nếu không là mình vẫn còn ở thân căn, đúng không? Đi vậy mình thấy thân, thấy căn. Bây giờ là cái thân căn này buông nó xuống đi. Buông nó xuống đi thì cái hình sắc nó hiện trong cái hồi nãy biết, bây giờ là thấy. Vừa thấy mà vừa biết, vừa thấy mà vừa nghe, vừa biết mà vừa nghe. Thì biết mùi, biết vị, biết tất cả mọi cái hiện hữu ở ngoài thân, ở trong thân, ở ngoài tâm và ở trong tâm. Tại vì là bây giờ còn thân. Thì mình cũng ở trong cái biết đó nữa, tiếp tục biết nữa, trong tiếp tục cái tự nhiên cái mình thấy, ủa cái thân đâu rồi ta? Bây giờ mình được quyền thắc mắc, tại vì cái mình, cái đuôi mình còn bị kẹt chưa có hết, cho nên mình biết rồi, ủa, mất cái thân rồi. Cái thân nó không còn có cái trọng lượng gì hết á. Xong rồi tới cái tâm, cái mà suy nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai á, nó cũng đâu mất rồi. Đừng có tưởng nha, đây là cái cảnh giới thật, tôi đang diễn tả cái thật ở trong đó. Đừng nói là tưởng, đừng có tưởng, tưởng không đúng. Ủa mất hết rồi. Thì vậy là bây giờ nó là cái rỗng, cái thông suốt. Cái rỗng đó đó, nó không phải là cái không như mình tưởng. Cái rỗng đó nó rất là rõ, nó dày đặc, nó đông đầy cái rõ biết. Gọi là cái đông đầy cái rõ biết, cái tràn ngập cái rõ biết. Cái rõ biết là cái rõ biết. Thì cái hình sắc nó không còn là hình là sắc, mà nó cái hiện hữu đó đó, cái hiện hữu đó nó đang được rõ biết. Cái âm thanh nó không còn là âm thanh nữa, nhưng mà cái hiện động, cái rung động sóng âm đó đang được mình rõ biết. Thì á là tất cả những cái gì nó đang hiện ra, đang được mình rõ biết, mà cái rõ biết đó không phải là con mắt, không phải là lỗ tai, không phải là cái gì hết á. Tại vì cái thân mất rồi. Và khi cái thân mất rồi á, thì cái nghĩ, cái ý niệm quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng biến mất luôn. Nó biến mất luôn thì bắt đầu nó là cái gì đó thì mình không có thể định danh được, nhưng mà nó rất là rõ, nó rất là sáng, nó rất là trong ngần. Tất cả những cái gì từ xưa tới bây giờ nó đều hiện ra rõ ràng, nó đều hiện hữu khắp hết tất cả mọi thứ. Không nói chuyện quá khứ vị lai mà nó là sự hiện hữu thôi. Tất cả mọi cái đều là hiện hữu. Tất cả mọi cái đều là hiện hữu. Sự hiện hữu của hiện hữu. Cái hiện hữu của cái hiện hữu mà không có thân, không có tâm. Ủa cái mình á, nó bị đứt đuôi rồi. Tại vì khi thân tâm mất, thiên tâm mất thì cái mình lâu nay nó mất. Cho nên tự động cái biết của mình á, một cái biết mà nó biết tất cả mọi hình sắc, âm thanh và mùi vị mà nó không thông qua thân căn nữa. Mình sẽ nhận biết tất cả mọi cái trong pháp giới này không phải là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nữa. Không phải nữa. Không biết nó là cái gì á. Không biết nó là cái gì, nhưng mà cái gì nó cũng biết.
Cái gì nó cũng biết mà không biết nó là cái gì. Và ủa, không phải là cái biết biết khắp nữa. Đó, bắt đầu mình tới cái tầng mà mình không phải là thân tâm mà biết khắp nè. Thì như vậy là mình ở một cái tầng hơn hồi nãy một chút. Hơn hồi nãy một chút là mình thấy rõ ràng. Cái rõ ràng của mình là không phải là thân, không phải là tâm, mà nó đang rõ tất cả mọi thứ. Nó đang rõ tất cả mọi thứ mà không phải là thân, không phải là tâm. Nghiệm lại không phải là con mắt, không phải lỗ tai, không phải cái gì hết đó, không phải là cái gì hết mà tại sao nó không có cái gì mà nó không biết, không có cái gì nó không thấy, không có cái gì mà nó không nhận định hết đó. Sao đây nổi không? Đây là cái mà mình lột được lớp. Và tới đây thì vẫn còn đâu đó có bóng dáng của mình. Cái đuôi gần đứt rồi mà nó chưa đứt. Cái bắt đầu á là nó thêm một lớp nữa. Cái này là không phải mình làm, mình không còn dụng công dụng lực. Tại thân tâm đã mất rồi thì hết công hết lực rồi nha. Không có phải là mình nữa. Không có phải là mình nữa. Mình không có còn hiện ở đâu nữa. Và tự nhiên cái lúc mà mình không còn ở đâu nữa thì bây giờ nó không phải là cái biết khắp nữa. Nó không phải biết khắp nữa mà hư không vũ trụ này là cái biết. Nơi nơi chốn chốn là cái biết, chứ không phải là mình biết. Cái gì cũng là cái biết. Cái biết nó hiện tiền, nó hiện hữu, nó chói sáng, nó rạng ngời, nó rõ thông. Nó tự nhiên, nó như nhiên, nó hiển nhiên, nó tự nhiên như vậy. Nó là vậy á. Hết phim. Mà không có công phu gì hết trơn vậy. Nhắc lại là không phải công phu à. Cái này không phải do công phu. Cái này là cái sự thật nó vậy đó. Sự thật nó tự nhiên, như nhiên nó hiện hiện như vậy đó. Nhưng tới đó rồi á, hết phim sẽ ra một cái phim dài nhiều tập hơn. Hết cái phim của trần tục rồi. Hết cái phim ở trong tam giới này rồi. Thì là hiện nguyên cái chói sáng rạng ngời, tỏ thông vô ngại khắp cùng pháp giới mười phương này. Chỗ nào nó cũng chói sáng rạng ngời, chỗ nào nó cũng tỏ thông rõ biết. Chỗ chỗ nơi nơi đều chói sáng, đều tỏ thông, đều rõ biết. Tất cả hình sắc, tất cả âm thanh đều là hình sắc rõ biết. Âm thanh rõ biết mới là kinh khủng. Hình sắc mà không rõ biết thì không phải. Âm thanh không rõ biết thì không phải. Hư không này không rõ biết thì không phải. Hư không, khắp hư không vũ trụ này là cái rõ biết tỏ thông. Tất cả âm thanh hồi trưa giờ mình nghe, mình biết âm thanh, mình nhận rõ âm thanh. Nhưng mà âm thanh bây giờ cũng là cái rực rỡ chói sáng, hình sắc cũng là cái rực rỡ chói sáng. Tất cả mọi cái đều là cái rực rỡ chói sáng. Tất cả mọi cái đều là viên mãn, là trọn vẹn, là tròn đầy. Không còn cái gì để có thể nối, không còn có cái để thể bàn, không còn có gì tu, không còn cái gì chứng, không còn đắp, không còn giá gì được nữa. Tại vì cái nào cũng viên mãn, trọn vẹn, tròn đầy hết luôn rồi. Tuyệt đối của cái tuyệt đối bình đẳng của cái bình đẳng. Tới đây mới là tập cuối. Tập này mới là tập cuối. Thế vậy là cái mình đã biến mất, ngã biến mất, pháp biến mất. Khi ngã pháp biến mất rồi thì cái hiện hữu, cái hiện thực, cái hiện tiền, cái tỏ rõ, cái chói sáng, cái thông lưu, cái hiển hiện, cái hiển nhiên, cái tự nhiên, cái như nhiên, nó hiện hữu như vậy thôi. Đó, tới đó mới là hết phim thiệt á. Tới đây là hết thiệt rồi đó. Thì mong là mọi người cứ thả mình phiêu phiêu bồng bồng để tới đó chơi cho nó vui. Nơi đây là nơi mà Phật Tổ muốn chỉ dạy mình. Đó là chỗ tận cùng của cái sự chứng đắc. Nếu chúng ta không tới đây thì biết là mình chưa xong. Mình không biến mất ở trong cái vũ trụ này là chuyện mình chưa xong. Mình vẫn còn ở đâu đó, có nghĩa là mình còn bị kẹt cái đuôi của mình. Cho nên bị nhốt trong Ngũ Hành Sơn 500 năm rồi. Đó, tới đây mới là biến mất á. Và chúng ta phải mất thực sự dấu tích của chính mình trong không gian vũ trụ này. Nơi thân tâm này bị biến mất thì lúc đó mới xong cái chuyện của mình.